Phúc nào? Vĩnh Phúc ơi. Em chào anh Trần Hoài nhá, và chào 5 người đang xem. Anh em chờ em tí nhá. À, chào toàn thể anh em đang xem nhá. Chào 19 anh em. Chào thầy Mạnh anh em. Chào thầy. Anh sửa xe Phương Thứ ơi. Anh em là chào thầy Mạnh nha, chết. Chào thầy Mạnh. Em ơi. Em chào anh Hùng Nguyễn nhá. Dạ vâng, tại vì đợt vừa rồi em cũng dạy online nên là thành ra là cũng hơi bận. Đây là tại vì căn bản là dạy online xong là cái face của em nó bị khóa. Thì là em dùng cái trang cá nhân này em live stream. Dùng trang cá nhân live stream thì live stream được. Nhưng mà nên là cái dạy online đang bị gián đoạn một tí. Và em chào anh Nguyễn Mạnh Hiệp. Và chào 20 anh em đang xem. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh em một cái ban bệnh về xe Ablet đang không nổ. Thì là em nghĩ là bị mất điện cao áp. Thì đây là có ban bệnh thực tế, thì là em muốn chia sẻ đến cho anh em, để cho những anh em nào còn yếu về xe FI thì là anh em có thể tham khảo thêm. Và cái cách phân biệt, đa phần luôn cái cách phân biệt là do IC nó bị chết thì là anh em có thể phát hiện ra, hoặc là do đường dây nó bị, thì là anh em sẽ qua một cách thử thôi là anh em đã biết được ngay. Đấy, qua một cách thử là anh em đã biết được. Đấy là nếu mà thường thường IC mà chết ý, thì là nó cũng chỉ dây ra là nó đến 80% là hiện tượng như vậy rồi. Thì là anh em chỉ cần cách thử như này là nhanh nhất. Và đây là có một con xe Ablet đây. Đấy anh em, hôm nay anh em mình làm con Ablet đây. Ablet 2.9. Đúng ạ. Ok, sẽ chia sẻ cho anh em, thì anh em có thể chia sẻ cái livestream này hộ em với ạ. Anh em có thể tiện tay chia sẻ cái buổi livestream này đến cho những anh em là đang còn yếu hộ em với. Sau bắt đầu anh em mình sẽ vào kiểm tra xe nhá. Vâng đúng rồi anh ơi, anh Tiên em vừa thấy là mạng nó ghi là yếu quá, vừa phải load lại đây. Đúng ạ, đây bây giờ em sẽ bắt đầu chia sẻ về xe Ablet nhá. Và đây thì em sẽ theo những mọi khi thì em sẽ bật khóa, đúng ạ. Rồi. Em tắt khóa đi bật lại này. Đây khi như anh em đã thấy này, nhưng theo kinh nghiệm của Đức Mạnh nhá, là khi mà chúng ta bật khóa lên ấy mà đèn FI sáng 3 giây này. Đấy, sáng 3 giây. Khi mà chúng ta bật khóa lên mà đèn FI sáng 3 giây và cộng thêm nữa là chúng ta dùng máy đọc lỗi này. Chúng ta kết nối được vào cái dữ liệu động cơ. Đây. Chúng ta kết nối được vào dữ liệu động cơ. Thì là chúng ta đã biết được là cái nguồn cấp vào trong IC của chúng ta đã tốt rồi đúng không ạ? Khi mà Đức Mạnh vào trong cái máy và cộng thêm nữa là nhìn cái đèn FI này, nó sẽ sáng lên 3 giây và tắt đi. Thì tức là gì ạ? Là nguồn cấp vào cho IC ta đã tốt rồi. Đúng không ạ? Nguồn cấp cho IC đã tốt rồi thì chúng ta yên tâm một điều là cái đèn FI này chúng ta sáng này. Cũng có trường hợp nhá anh em nhá, cũng có trường hợp là khi chúng ta bật khóa đèn FI không sáng thì cũng có thể là gây ra là IC bị mất nguồn cấp này. Nguồn cấp là anh em kiểm tra nguồn và mát. Hai là gì ạ? Hai là có thể gây ra trường hợp là IC ta bị chết, gọi là bị chết chip chủ ở trong ấy ạ, chip chủ con IC, thì nó sẽ gây ra tình trạng là anh em bật khóa nó không sáng, hoặc là bị treo IC thì là cái bật khóa lên chúng ta không sáng. Thì khi mà Đức Mạnh đã bật khóa này thì
thấy đèn LED sáng và cộng thêm nữa là máy đọc lỗi của ta kết nối được, đúng không ạ? Và cộng thêm nữa nếu dựa trên rất nhiều yếu tố, dựa trên yếu tố nữa là tụt ba luôn. Alo, em vừa hơi bị trục trặc vào mạng một tí nhá, anh em thông cảm cho em tí. Đời em vừa mới thay đổi mạng rồi, nên là bây giờ mạng khỏe rồi anh em nhá. Xin lỗi anh em là vì vừa rồi là mạng wifi nó tự nhiên nó bị yếu quá. Thì đây là anh em cố gắng xem lại, đây em sẽ nói lại. Tại vì bây giờ là em sử dụng livestream bằng mạng khác. Thì đối với em ấy thì là em dựa trên yếu tố gì? Khi em bật khóa này, để đi sáng, đúng không ạ? Và cộng thêm nữa là em nghe thấy không, cái bơm xăng này của em nó cũng chạy. Thì tức là gì ạ? Tức là cái nguồn cấp cho IC ra tốt rồi, và IC của ta không bị treo. Cũng có trường hợp là cái đèn chúng ta không sáng, thì nó có trường hợp gì xảy ra? Một là mất nguồn cấp cho IC, gọi là mất nguồn nuôi. Hai là gì ạ? Hai là có thể IC của chúng ta là bị treo. Treo IC khi giữ anh em là nạp phần mềm đấy ạ, thì nó cũng có thể hiện tượng ra bị treo. Còn nếu mà khi mà chúng ta đã kiểm tra tốt thì là đèn LED sáng 3 giây và đồng thời thêm bơm xăng của ta nó sẽ chạy trong vòng 3 giây và tắt đi. Bơm xăng nó tắt đi trong đúng cái lúc mà cái đèn LED chúng ta tắt đấy. Và cộng thêm nữa là anh em kết nối với máy đọc lỗi, mà trên máy đọc lỗi của chúng ta vào được bình thường, thì tức là gì ạ? Nguồn cấp cho IC nó tốt. Thì bây giờ anh em mình sẽ vào cái vấn đề chính, là cái xe của ta bây giờ hiện tại đã không nổ được. Thì hiện tại xe chúng ta không nổ được thì Đức Mạnh chia sẻ rất nhiều rồi. Thì anh em đầu tiên anh em nhìn vào cho Đức Mạnh là cái vị trí cảm biến tay ga này. Cái vị trí cảm biến tay ga người ta là không bị treo, đúng không ạ? Không bị treo quá cao. Nếu như bị treo cao thì nó sẽ gây ra hiện tượng là bị mất lửa, mất phun, đúng không ạ? Gọi là khi mà cái nhiệt độ cái vị trí cảm biến tay ga người ta là nó trên 60 độ thì là nó sẽ gây ra tình trạng mất lửa, mất phun. IC nó sẽ ngắt lửa, ngắt phun. Đấy, nhưng mà đây là cái cảm biến tay ga ta bình thường. Đấy, thì chúng ta chưa quan tâm đến cảm biến tay ga làm gì cả. Lúc này Đức Mạnh sẽ quan tâm đến tốc độ vòng tua máy, đúng không ạ? Khi này chúng ta nhìn vòng tua máy để xem vòng tua máy lên không. Nếu như mà như bao nhiêu cái video Đức Mạnh chia sẻ rồi, nếu như vòng tua máy không lên thì tức là gì ạ? Tức là cái khiển hoặc đường dây khiển của chúng ta có vấn đề. Tại vì TP chúng ta đã nhìn ở vị trí 0 độ rồi, đúng không? Nếu mà cái vòng tua máy này chúng ta mà nhìn thấy này mà nó không lên thì tức là cái này chúng ta phải kiểm lại khiển. Còn nếu mà chúng ta vòng tua lấy mà lên thì chúng ta bắt đầu kiểm tra cái khác. Bây giờ em đề đi cho anh. Ok, như này vòng tua máy là trên 500 vòng nhân phút, thì vòng tua máy mà trên 500 vòng như này là ok rồi, tốt rồi. Còn có những trường hợp anh em đề lên cái vòng tua máy mà nó thấp hơn dưới 500 vòng nhân phút thì có thể anh em có thể kiểm tra qua là lao đề chẳng hạn này, hoặc là máy người ta bị bó thì cái vòng tua máy của chúng ta nó đề không lên cao được, đúng không ạ? Không lên được, lên đến hơn 500 vòng. Thì bây giờ anh em đề lại đi, em đề lại cho anh. Đấy, ok chưa anh em? Anh em xem chia sẻ cái livestream này hộ em ấy nhá. Tại vì vừa nãy bị ngắt nên là nhiều anh em cũng đang không xem được, thì anh em có thể cố gắng chia sẻ cái livestream này cho em. Và bây giờ khi mà cái này của chúng ta ấy là đã chạy, đúng không anh em nhìn này? Đấy, cái tua máy chúng ta đã chạy rồi, tức là khiển nó tốt rồi. Thì bây giờ Đức Mạnh sẽ kiểm tra qua thêm một cái này nữa. Em để đi. Ok rồi, đây anh em nhìn thấy không? Anh em nhìn thấy điều khiển bơm xăng đây ạ. Đấy, trên máy báo điều khiển bơm xăng, em đề đi. Ok, khi mà Đức Mạnh đây, anh em để ý nhá, nếu mà anh em xem cái điều khiển bơm xăng này thì nếu như mà anh em vừa nhìn ở đây, anh em vừa sờ tay vào cái bình xăng này xem là cái bơm xăng nó chạy tiếp không, khi chúng ta đề lại ấy, xem cái bơm xăng chạy tiếp không. Nếu mà cái bơm xăng chúng ta chạy tiếp tức là khiển chúng ta tốt rồi, đúng không ạ? Và kết hợp với trên này là nhìn thấy là IC người ta đã điều khiển cho bơm xăng hoạt động rồi, đúng không? Em đề lại đi. Ok, là cái IC của ta đã điều khiển cho bơm xăng này chạy rồi. Thì lúc này chúng ta kiểm tra lại lần nữa là trên xe ta không có báo lỗi gì này, đúng không ạ? Không có báo lỗi gì. Nếu như ví dụ cái trường hợp báo lỗi là, một là có thể là báo lỗi kim phun là báo lỗi 12,
nếu như xuất hiện cái lỗi 12 này thì cũng có thể gây ra tình trạng là cái bơm xăng của chúng ta, đúng không ạ? Cái bơm xăng chạy vào mô cái điện cao áp nó cũng không có điện cao áp. Chỉ nhưng mà đây là xe người ta đang không báo lỗi. Thì lúc này chúng ta thấy bơm xăng là IC đã điều khiển rồi. Thì lúc này chúng ta chưa cần kiểm tra cái mạch bơm xăng mà chúng ta kiểm tra luôn là kiểm tra gì ạ? Điện cao áp. Và bây giờ em kiểm tra điện, em giật cái đầu tẩu ra cho anh để kiểm tra điện cao áp. Hả? Không, kể. Không, đây là cách kiểm tra mà. Đây các em nhá. Đây là cái xe đang không nổ ấy. Đây là đang như này là bị mất điện cao áp rồi đúng không anh em? Như này là anh em kiểm tra đây này đã bị mất điện cao áp rồi đúng không ạ? Thì bây giờ Đức Mạnh sẽ chia sẻ cho anh em có hai cách làm để xác định nhanh nhất cái bệnh xe này anh em kiểm tra. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là anh em có thể dùng đồng hồ đo. Đúng không ạ? Em giật cho anh cái đầu mô bin. Như này Đức Mạnh hay kiểm tra như này luôn này. Đấy. Và anh em để đồng hồ nhá. Đây. Để đồng hồ là thang đo DCV này, một chiều này. Đúng không? Que đỏ anh em vào cho vào dương 12V. Là dây đen đấy ạ. Giơ dây đen này em, giơ dây đen này. Cho anh em nhìn, dây đen. Dây đen của dây mô bin ấy. Đen của mô bin đâu? Giơ ra. Đây. Dây đen này. Đây anh em nhìn thấy rõ không ạ? Đấy. Và que đen vào dây mát của mô bin. Và lúc này chúng ta cắm vào này, anh em nhìn đồng hồ nhá. Đồng hồ ta lên điện áp 11V luôn này. Đấy, bây giờ em đề đi. Đấy, rồi. Khi mà đề nó bị kéo xuống như này. Thì nhiều anh em nào mà đã đo đồng hồ ấy, nhiều anh em nào đo đồng hồ quen rồi thì nhìn thì có vẻ để biết ngay. Nhưng nếu như anh em nào mà chưa quen ấy, thì cái hiện tượng mà anh em đã cắm vào mà nó đã lên được cái điện áp 11V gần 12V như này rồi thì đa phần của chúng ta là cái IC của ta có vấn đề. Thì theo cái cách của Đức Mạnh như này là dễ nhất này. Thì anh em chỉ cần lấy cho Đức Mạnh cái bóng đèn led, đúng không ạ? Lấy cho Đức Mạnh một cái bóng đèn led và một con trở. Trở này trở 1K hoặc 2K cũng được. Anh em cho vào chân con trở nhá. Chân con trở là chân dương của bóng led. Anh em cho vào dây đen sau khóa này. Đây đen sau khóa này. Cắm vào cho anh. Cắm vào cái sau cái kia. Đấy, nó mới tiếp xúc nó mới tốt. Đây anh em nhìn thấy không ạ? Khi cắm sâu đây xuống. Bẻ đấy cắm sâu xuống. Yeah. Đây anh em này, khi anh em cắm bóng vào phát này là cái bóng cái đèn led của chúng ta sáng luôn này. Khi mà chúng ta bây giờ Đức Mạnh sẽ chỉ cho anh em cách nhá. Khi mà anh em cắm bóng đèn led vào để thử ấy, xem là cái IC nó dập mắt trong mô bin như nào, đúng không? Dập mắt tốt hay không? Thì khi anh em dùng bóng đèn led vào nó sáng luôn như này này, thì lúc này thì đa phần lớn 80% là cái IC của chúng ta là bị hỏng con chan đánh lửa, là nó bị lổ con chan ấy, nó bị chập, thì nó sẽ sáng luôn này, nó sẽ sáng luôn như này luôn. Anh em cắm vào nó sáng luôn. Còn nếu như đa phần Đức Mạnh mà test này này thì như này cắm vào như này mà Đức Mạnh thấy cái chân mô bin mà nó là sáng bóng đèn như này thì đa phần là Đức Mạnh ít khi phải đo lại cái dây mát này lắm. Thứ nhất là cái dây dương 12V đây đúng không ạ? Dây dương 12V đây này. Đấy cái tay Đức Mạnh anh chỉ nhá, dương 12V đây. Và dây mát để về mô bin đây. Dây xanh này. Đấy dây mát để về mô bin đây. Thì đa phần mà Đức Mạnh mà cắm vào hai chân này 12V và chân mát về IC thì Đức Mạnh thấy bóng sáng nghe, thì đa phần Đức Mạnh không bao giờ phải đo lại hai cái dây này. Tại vì hai dây này của chúng ta là nó đang tốt thì nó bóng đèn này mới sáng được. Nhưng mà do đâu mà nó lại không có điện cao áp là do IC của chúng ta ấy. Do IC của chúng ta là bị hỏng, bị chập con chan anh em nhá. Nó mới gây ra tình trạng bóng đèn chúng ta sáng suốt này khi chúng ta chưa đề nó đã sáng nghe rồi. Đấy thì là khi mà anh em mà cắm bóng vào như này mà thường thường ấy mà anh em phải đề lên bóng nó phải sáng. Còn đây nếu mà anh em cắm vào một là anh em thấy bóng sáng nghe phát là anh em biết ngay IC rồi.
chứ anh em chưa cần phải đo đường dây nhá. Anh em chưa cần phải đo đường dây lại này. Đấy, nhưng theo cái Đức Mạnh hay làm là cái anh em chưa cần phải đo hai cái đường dây này lại đâu. Khi bóng ánh sáng này anh em đã nghi là 90% là IC rồi. Và cộng thêm nữa là có những trường hợp nữa là nếu như anh em cắm bóng bóng đèn vào không sáng, đúng không? Cắm bóng đèn này vào là không sáng. Mà cộng thêm nữa một cái thao tác nữa anh em đề mà nổ ấy, mà bóng đèn cũng không nhấp nháy luôn. Đấy, mà bóng đèn cũng không nhấp nháy thì là cái 90% là bị đứt dây. Anh em nhá, nếu như Đức Mạnh nói lại, nếu như anh em cắm bóng đèn vào không sáng, cắm bóng đèn là như này không sáng, mà trong khi đấy anh em đề nổ nữa mà cái bóng đèn ta cũng không sáng nốt, thì là 90% tỷ lệ là chúng ta bị đứt dây. Đứt một trong hai dây, một là dây đen, hai là dây mát và IC. Là cái trường hợp đấy nó đứt dây đến lên đến 90%. Còn đâu là nếu như cắm bóng đèn mà nó sáng suốt như này này, thì là Đức Mạnh chia sẻ luôn là nó phải rơi đến 80-90% là bị IC rồi. Nên là khi đấy anh em cũng không cần thiết là phải đo lại cái chân 12V sau khóa là chân này. Đấy, và chân mát về IC để cho IC dập mát cho con mobin. Là cái này anh em cũng chưa cần phải đo dây, mà anh em đã tiến hành kiểm tra luôn cho Đức Mạnh là cái gì ạ? Cái IC. Còn nếu như mà anh em nào mà vẫn chưa quen mà vẫn cẩn thận thì anh em chỉ cần đo lại cái chân dây đen này này. Đức Mạnh đang chỉ tay đây. Là cái chân này 12V. Đúng không ạ? Và chân này là anh em đo thông mạch lên chân IC. Thì cái này Đức Mạnh cũng sẽ hướng dẫn luôn anh em. Đúng không ạ? Đây anh em nhìn nhá. Nhớ Đức Mạnh chia sẻ là khi mà chúng ta cắm bóng đèn LED để thử mà bóng đèn sáng suốt như này luôn, chúng ta chưa kịp đề nó sáng suốt như này, thì là xe của ta hiện tại là 80% là bị chết cái mạch đánh lửa của IC nhá. Là con chan đánh lửa. Đấy, nó bị chập thì nó sẽ bóng đèn nó sẽ sáng suốt như này. Đấy anh em nhá. Còn đây là Đức Mạnh sẽ hướng dẫn qua cho anh em về cách đo nếu như trường hợp chúng ta cắm bóng đèn vào mà nó không sáng, đúng không ạ? Nó không sáng bóng đèn thì chúng ta phải kiểm tra lại hai chân của dây này. Thì đầu tiên chúng ta vẫn để đồng hồ thang đo. Đây. 20V một chiều đấy, đúng không ạ? 20V một chiều. Thì lúc này chúng ta sẽ tiến hành đo, em giữ lại cho anh. Chúng ta sẽ tiến hành đo, em cầm cái đúc vào cho anh. Đây, que đỏ của đồng hồ và que đen này. Và một que ra chúng ta bỏ ra mát này. Đây que bỏ ra mát, Đức Mạnh bỏ ra mát đây, cho đồng hồ thấp vào đây em ơi. Đấy. Đây là Đức Mạnh đo này, sẽ được 11V này anh em này. Thì tức là gì ạ? Cái điện của cái chân dương lôi mobin đã tốt rồi. Đúng không? Như này là cái chân dương lôi mobin của chúng ta đã tốt rồi. Đúng ạ? Chân dương lôi đã tốt rồi thì bây giờ anh em đo lốt thông mạch, nếu mà anh em cần thiết, đúng không ạ? Anh em đo thông mạch cái dây mát của mobin này lên chân IC. Thì bây giờ anh em để đồng hồ thang đo thông mạch. Đây. Cầm đấy. Đây. Thang đo thông mạch và anh em đo. Thì Đức Mạnh cũng nói luôn nhá, là cái chân IC ấy thì anh em không cần thiết luôn nhá. Anh em không cần thiết là phải nhớ là cái chân mobin này này, cái chân mát mobin này anh em phải nhớ là chân số mấy IC. Cái này thì nói thật là anh em đừng lên nhớ làm gì cho mất thời gian. Đức Mạnh nói luôn. Thì Đức Mạnh chỉ cần nhắc anh em này. Một là anh em nhìn thấy màu dây ở đây này. Màu dây ở đây đó là xanh lá cây, đúng không? Sọc hồng. Thì anh em lên đến chân IC thì anh em cũng tìm cho Đức Mạnh vào đây là chân xanh lá cây sọc hồng, đúng không ạ? Anh em tìm như này vào đây cho Đức Mạnh là chân xanh lá cây sọc hồng. Nếu như chân IC ấy, anh em mà cứ phải quan niệm là nói phát là cái chân mát của mobin này là nó phải ở vị trí nào, chân số bao nhiêu, cái đấy là Đức Mạnh cũng không khuyên anh em cứ đừng nên nhớ. Mà bây giờ trên các cái app ví dụ như của máy Smart Tool của công ty AutoShop, người ta đã khuyến mãi anh em vào đấy, thích anh em tra cứu chân thì anh em tra cứu. Còn đối với Đức Mạnh ấy, các cái này Đức Mạnh ít khi tra cứu lắm. Chưa được em. Chưa được. Đấy thì Đức Mạnh cũng nói với anh em là trừ khi mà anh em làm mà cái xe của khách hàng mà bị thợ khác, mà người ta bị thợ khác gọi là vào tay thợ khác rồi người ta bùa ấy, thì anh em mới cần là phải kiểm soát lại chân. Thì anh em mới phải lần chân xem là cái chân mobin này nó có đúng với cả vị trí chân ở chân IC hay không. Đấy thì anh em chỉ cần vào những cái app, bây giờ rất nhiều app để
cho anh em, ví dụ Minh Phong cũng có, mà Auto Shop cũng có miễn phí cho anh, nhất là bên Auto Shop đang có miễn phí cho anh em tra cứu chân. Thì anh em chỉ cần ca tra cứu ra, ví dụ những gặp những trường hợp nào mà thợ khác người ta bùa ấy, thợ khác người ta bùa cho anh, thì thợ khác mà người ta bùa ấy, thì là anh em mới cần phải tra cứu lại để soát, kiểm soát cái chân, đỡ bị người ta đảo chân. Thì anh em mới phải soát thôi. Còn đâu, đối với những cái xe mà có khách hàng đang đi mà nguyên bản, thì anh em chỉ cần là không cần nhớ vị trí chân nhá. Anh em nên nhớ là không cần nhớ vị trí chân, mà cũng không cần nhớ cái màu dây làm gì cả. Đấy, màu dây mobil này anh em không cần nhớ làm gì cả. Cứ biết là cứ đen sọc trắng hoặc là đen sọc xanh biển hoặc dây đen của dòng Honda. Đây, như đây là nó có cái vạch ngấn trắng này anh em này. Đấy, thì là của Honda nó là 12V 6 khóa. Còn dây còn lại chính là mát chạy về IC. Thì anh em chỉ cần nhớ như cho Đức Mạnh, không phải cần nhớ màu dây làm gì cả. Nhớ bây giờ Đức Mạnh nói thật là xe Ablet này nó là màu này, nhưng mà sang xe Lead đây anh em nhìn đây, sang con xe Lead đây, Lead SR đây, loại màu khác. Đây, anh em nhìn đây. Đây, nó lại là màu vàng sọc xanh lá cơ. Đúng không? Đấy, nó lại là màu vàng sọc, đây Đức Mạnh xin lỗi nhá, là màu vàng sọc xanh biển cơ. Đấy, nên là anh em không cần nhớ màu dây cho Đức Mạnh nhá. Đừng có lên nhớ màu dây, chỉ nhớ một màu dây chủ đạo 12V thôi này. Chỉ cần nhớ dây 12V của chân bobin, kẻ kim phun đấy. Kim phun là dụng 12V, dây 12V nào, đúng không? Dây 12V, màu gì thì thằng bobin nó cũng màu đấy thôi. Đấy, anh em chỉ cần so sánh cho Đức Mạnh như thế, đúng không ạ? Anh em chỉ cần so sánh này, chân bobin này, trên kim phun nhá, là dây đen này đúng không? Thì thằng bobin nó cũng dùng dây này. Đấy, cũng là 12V 6 khóa, cũng là dây này luôn. Chung mà chung đường dây mà anh em. Thì còn dây mát thì Đức Mạnh nói rồi, là mỗi xe nó một màu dây khác nhau. Thì dây mát là anh em không cần phải quan tâm nhớ. Ví dụ Đức Mạnh vừa cho anh em xem một xe SR, đó là dây vàng sọc xanh biển đúng không? Nhưng xe này là xanh lá sọc hồng cơ. Đấy, nếu như mà anh em mà nhớ, mà ngồi để nhớ màu dây này thì rất là khó. Đấy, Đức Mạnh cũng nói với anh em luôn, không cần nhớ. Anh em chỉ cần biết là 12V đây, đây là mát về IC dập mát. IC sẽ dập mát trong mobin để đánh lửa, đúng không? Đơn giản vậy thôi. Thì là anh em chỉ cần làm gì? Anh em chỉ cần đo thông mạch lên chân IC và nhìn trên chân IC là có dây đây xanh lá sọc hồng. Còn nếu như mà anh em nào cẩn thận mà sợ thợ khác người ta đảo chân IC hoặc là có vấn đề gì đấy, thì anh em có thể dùng cái app trên Unmoto của công ty Autoshop ấy. Đấy. Đấy, thì anh em chỉ cần vào đấy, anh em tra chân ra phát là ra vị trí chân của mobin là vị trí màu, vị trí số bao nhiêu của chân trên chân là xong, đúng không ạ? Còn đâu là em đo thông mạch cái dây mát lên chân IC cho anh. Đây, anh em nhìn đo nhá. Đây, thông mạch này, đúng không? Thì đây là Đức Mạnh đã hướng dẫn cho anh em là cách kiểm tra là 12V sau cái ổ khóa, đúng không? Và cộng thêm nữa là dây dập mát mobin thì anh em đo đây. Thì cái ban vừa xong của chúng ta ấy, mà khi cắm bóng đèn LED, này, cắm cho anh IC cũ, đúng không? Đây, cái bóng đèn LED đâu em ơi. Đây, Đức Mạnh sẽ cắm lại bóng đèn LED để nói lại cho anh em nhá. Xong Đức Mạnh sẽ đây, cắm vào cho anh. Đây em nhá, khi mà Đức Mạnh nói lại này, khi mà trên xe ta mà đang bị mất điện cao áp, mà chúng ta dùng một cái bóng đèn LED và một con trở 1 hoặc 2K được, mà anh em cắm vào mà bóng đèn LED của chúng ta mà đã sáng luôn như này rồi, thì 90%, Đức Mạnh nói lại là 90% là xe của ta bị hỏng IC. Còn đường dây này của chúng ta thì rất ít khi bị. Cũng có trường hợp bị, nhưng mà bị là trường hợp dây này chạm mát, nhưng mà rất ít khi anh em nhá. Còn đâu là theo Đức Mạnh làm xe ấy, kiểm tra kiểu cách nhanh như này, thì là cắm bóng đèn LED nhờ như này phát là nó sáng ngay. Đức Mạnh đã thấy là 90% là bị hỏng IC rồi. Còn đâu là 10% còn lại là bị dây, đúng không ạ? Bị dây dẫn. Đây, con này gọi là bệnh này thì gọi là con IC của chúng ta là bị lổ, lổ con chan đấy anh em nhá. Lổ con chan đánh lửa thì là nó bị chập, thì nó sẽ gây, nó sẽ chập gió mát này, nó thẳng, nó sẽ sáng thẳng như này luôn. Bây giờ thì Đức Mạnh sẽ tiến hành nhá, thay một con IC vào cho anh em này. Và để nguyên bóng đèn này, em ơi lấy con IC cho anh. Đây, Đức Mạnh sẽ lấy một con IC vào này.
Đấy, khi anh em nhìn đấy, rút IC ra này, bóng đèn tắt luôn này, anh em nhìn thấy chưa? Đây, rút IC bóng đèn tắt luôn, anh em cắm IC vào. Đây, Đức Mạnh cắm IC này. Rồi, bơm xăng chạy rồi. Cắm IC và bơm xăng chạy rồi. Đây. Cắm bơm xăng chạy rồi này. Đấy, đèn LED sáng. Đúng không? Anh em nhìn thấy là bóng này. Anh em nhìn thấy bóng đèn LED không ạ? Bóng đèn LED tắt luôn này. Thì theo cái quy trình mà Đức Mạnh chia sẻ với anh em rất nhiều rồi, thì bây giờ lúc này chúng ta đề lên. Đề lên em, đề lên. Đấy, em thấy chưa? Ok. Đây là cái hiện tượng nhá. Đây là như này là anh em kiểm tra như này là tốt này. Khi chúng ta bật khóa lên và chúng ta đề máy mà bóng đèn LED chúng ta nhấp nháy, đúng không ạ? Cái bóng đèn LED của chúng ta mà nhấp nháy thì tức là IC của chúng ta đang dập mát tốt rồi, đúng không ạ? Nhưng nếu như cái trường hợp mà Đức Mạnh nói rồi, trường hợp mà anh em cho vào như này mà bóng đèn của chúng ta ấy không sáng thì là 80% là đứt dây này. Đấy, 80% là bị đứt dây dương hoặc dây mát. Đấy, còn đâu là cũng có trường hợp IC nó chết là nó cũng gây ra tình trạng là bóng nó không sáng. Nhưng mà nó rất là ít. Còn đâu thường thường là đa phần Đức Mạnh làm là nó sẽ có cái tình trạng như vừa nãy là cắm IC vào phát là bóng đèn này nó sáng luôn. Nó sẽ sáng rực luôn. Đấy thì anh em đã biết được ngay là IC rồi. Còn khi anh em cắm dây vào mà anh em đề mà không sáng thì anh em kiểm tra lại nguồn 12V là dây đen đây. Và mát là chân mát chạy về IC đây. Để IC dập mát thì anh em chỉ cần đo thông mạch dây này thôi là ok. Còn bây giờ em sẽ cắm vào bô bin cho anh xem có đi cao áp chưa. Đây, cắm vào bô bin. Chào tất cả anh em nhá, chào 40 anh em đang xem nhá. 140. Vâng, em chào anh Nguyễn Mạnh Hiệp, anh Nguyễn Mạnh Hiệp bảo quá chuẩn. Vâng, em chào anh Thanh Nguyễn, chào Tân Nguyễn. À, chào anh Tay Ga Văn Hùng. Vâng, anh Hoàng Sang ơi, tại vì là đợt vừa rồi em dạy online nên là hôm nay mới có thời gian rảnh để chia sẻ cho anh em ăn bệnh. Lấy cho anh cái buji đây. Đây này, anh em thấy không? Đây, thợ của Đức Mạnh là đang định thử như này luôn này. Đấy, vừa lấy cũng thử như thế luôn. Nhưng mà bây giờ là nó đã có đi cao áp rồi nên là phải chơi an toàn anh em nhá. Là thôi cho tẩu với buji vào. Không nhỡ đâu cái là lại chết dở. Vâng, em chào anh Trần Quốc Nhật. Được. Đấy, em thấy có điện rồi này. Ok. Ấy. Đấy nhá anh em nhá. Khi mà Đức Mạnh đã vừa chia sẻ cho anh em, nếu như anh em cắm mà thử bỏ lấy bóng đèn LED mà thử vào phát mà nó đã sáng luôn thì là anh em 90% là hết IC. Còn đây là khi mà anh em đo đồng hồ nhá. Đấy, Đức Mạnh sẽ chia sẻ lại một cái này nữa này. Nó sẽ có cái khác gì thì Đức Mạnh sẽ nói cho anh em. Thì vừa nãy là chúng ta đo đồng hồ thì bật khóa lên, đúng không? Đồng hồ đã báo cho anh em là 11V. Nhưng khi IC sống ấy thì là nó lại ngược lại anh em nhá. Thì anh em vẫn để que đo đồng hồ này ở thác đo 20V một chiều này, anh em Đức Mạnh cắm vào này và bật khóa lên này. Đấy, đèn LED sáng này. Thì anh em nhìn ở đây chúng ta này, anh em thấy là cái điện áp chúng ta không có, đúng không ạ? Và em đề đấy, anh em nhìn thấy không ạ? Đấy, ok thôi. Thì anh em để ý đúng không ạ? Nếu như anh em mình không đâu có bóng đèn LED, anh em đùng đồng hồ. Anh em đùng đồng hồ thì gì ạ? Lúc trước là IC chết thì anh em cắm vào phát thì có phải nó tiếp mát sẵn không? Tiếp mát sẵn thì bóng đèn của chúng ta sáng suốt không? Thì lúc đấy anh em đo đồng hồ có phải lúc ấy anh em nhìn thấy là nó là rơi vào 11V. Đúng không ạ?
Nhưng khi mà IC sống anh em đo này, nó chưa thông nhá. Đây là không có đi áp nào, nhưng khi anh em đề lên là đồng hồ bắt đầu của chúng ta lên được 2V này. Em đề đi. Ok, rồi rồi. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Thì cái này thì anh em có thể dùng đồng hồ làm được. Để Đức Mạnh chia sẻ hai cách. Một là anh em dùng đồng hồ, hai là anh em dùng bóng đèn LED. Thì Đức Mạnh nói lại luôn, nếu như cái IC của ta chết ấy, thì đồng thời là anh em đo như này này. Đây, nó sẽ lên điện áp 11V luôn. Giống như kiểu cái bóng đèn chúng ta nó sáng luôn ấy. Khi anh em cắm vừa đấy, anh em nhìn thấy cả bóng đèn nó sáng luôn. Thì nếu mà do đồng hồ mà IC chết thì anh em thấy cắm vào này, nó sẽ sáng suốt luôn. Và cái đồng hồ nó sẽ lên này. Bây giờ Đức Mạnh sẽ bảo anh em cắm lại cho anh em phân biệt nhá. Cắm lại con IC chết vào cho anh. IC vừa nãy trên xe chết đấy. Đây anh em nhá, cắm IC này. Thì anh em nhìn thấy không ạ? Điện áp lên luôn này. Đúng không ạ? Lên luôn 11V. Nhưng mà anh em đề, khi mà anh em mà đã nhìn thấy điện áp lên 11V như này rồi, thì nhiều khi anh em cũng không cần phải đề làm gì cả. Nhìn như này anh em đã biết là à, như này là 80% là đã bị IC rồi. Còn 10% còn lại là cái dây mát mà chạy với IC để chờ IC dập mát ấy. Cái dây đấy của chúng ta có thể là bị chạm mát. Đấy là 80% là IC rồi. Còn 20% còn lại là cái dây mát của chúng ta này. Nó bị chạm mát anh em nhá. Đấy. Còn đâu nếu như đối với IC mà nó sống thì anh em đo, hiện tại em đo, anh em đo như này luôn. Là nó chưa lên, nhưng nó sẽ lên điện áp nhá. Nó sẽ chưa lên điện áp. Khi nào chúng ta đề thì điện áp trên đồng hồ chúng ta nó mới nhảy. Bây giờ em rút cho anh IC sống, cho IC sống vào. Ok, đây anh em nhìn này. Đúng không ạ? IC sống thì bây giờ anh em nhìn thấy là cái điện áp của nó vẫn bình thường này. Không có một tí điện áp nào. Khi này chúng ta đề lổ lên này, đề lên này. Đề đi. Ok. Đây đúng không ạ? Khi chúng ta đề lên thì anh em nhìn thấy này. Khi anh em đề lên thì anh em mới thấy nó lên được có 2V này. Đấy thì chính là cái lúc 2V ấy, là cái lúc này IC đang dập mát cho con mobin. Đúng không ạ? Nó đang điều khiển cho mobin đấy ạ. Gọi là đang điều khiển cho mobin đánh lửa. Đấy là chính cái lúc đấy. Còn khi mà Đức Mạnh nói rồi, khi anh em cắm vào phát mà chưa cần đề lổ, chưa làm gì mà đo nhảy, mà đồng hồ đã lên cái giá trị điện áp gần bằng giá trị điện áp ắc quy, thì là Đức Mạnh nói rồi là 80% là bị chập con tra đánh lửa trong IC. Đây trong con IC đây, là chập tra đánh lửa trong con IC. Hai là có thể dây mát này chúng ta là bị cọ ra mát, thì nó gây ra tình trạng đấy. Đúng không ạ? Bị cọ ra mát thì là 20% thôi. Còn đâu là khi mà chúng ta mà thấy điện nó áp lên luôn thì là 80% là do IC. Đấy Đức Mạnh nói kỹ lại cho anh em nhá. Còn đâu là khi mà cho xe của ta ngon thì anh em đo đây, que đỏ đồng hồ vào dây đen 12V sau khóa chung với cả dây mobin nha anh em nhá. Dây mobin Đức Mạnh xin lỗi, là dây mobin chung với cả dây kim phun này, cũng là dây đen này. Đấy và dây mát chạy về IC đây, thì dây này Đức Mạnh nói rồi không cần quan tâm. Dây này anh em không cần quan tâm, đừng có nhớ. Đấy chỉ cần cắm đôi đen đồng hồ đây. Còn nhớ màu dây làm gì cho mệt đầu anh em ạ. Đấy và khi đấy chúng ta đề lổ lên. Nếu như mà đây, nếu như đồng hồ lên như này. Đúng không ạ? Đề đi. Đây. Ok. Nếu như đồng hồ chúng ta lên như này rồi mà cái chúng ta kiểm tra điện cao áp ở chân mobin không có thì hỏng mobin. Có thế thôi, đúng không? Khi chúng ta đã đo như này là đường dây tốt rồi, IC tốt thì nó mới làm được việc như này. Thì là anh em thay mobin luôn, đúng không ạ? Nó đấy thì là cái kiểm tra bị mất điện cao áp thì theo Đức Mạnh là Đức Mạnh hay làm là như vậy. Thứ nhất là xe không lổ là Đức Mạnh kiểm tra gì ạ? Như vừa nãy Đức Mạnh đã nói rồi. Nhất không lổ thì Đức Mạnh kiểm tra, lấy cho anh ấy treo. Thứ nhất là không lổ thì Đức Mạnh kiểm tra là cảm biến TP đã, đúng không, đầu tiên. Và cộng thêm là kết hợp khi mở khóa. Thì Đức Mạnh sẽ kết hợp là nhìn gì ạ? Khi mở khóa Đức Mạnh sẽ kết hợp nhìn đèn FI và bơm xăng có chạy hay không. Nếu như đèn FI sáng, bơm xăng chạy thì tức là nguồn cấp vào cho IC đã tốt và IC không bị chết và không bị treo, đúng không ạ? Thế là biết được là cái đầu tiên là như thế. Còn bước thứ hai
là chúng ta làm gì? Bước thứ hai là chúng ta nhìn trên máy đọc lỗi là cái vị trí cảm biến tay ga ta không bị treo cao quá. Nếu như bị treo quá cao trên 60 độ thì nó gây ra tình trạng là mất điện cao áp và mất lửa mất phun, thì là nó bị hỏng cảm biến TB. Nhưng đây cảm biến như lúc đầu tiên là anh em nhìn đã là 0 độ rồi, thì chúng ta chuyển luôn sang cái gì ạ? Sang vòng tua máy. Khi chúng ta chuyển sang vòng tua máy thì là chúng ta nhìn vòng tua máy, nếu như đề lên cái vòng tua máy chúng ta không có thì là chúng ta kiểm tra khiển và đường dây khiển, đúng không ạ? Còn nếu như mà vòng tua máy cũng có nhưng mà nó yếu, nó chỉ rơi là 200-300 vòng trên phút, thì đến lúc đấy anh em có thể kiểm tra là máy có thể bị bó, lao đề có bị kẹt. Đấy, cũng có thể trường hợp đấy, hoặc là củ đề bị ôm, nó gây ra tình trạng bị yếu điện, thì là nó sẽ gây tình trạng là đề nó không quá 500 vòng trên phút. Thì khi mà cái vòng tua máy chúng ta lên đến quá 500 vòng trên phút rồi, tức là gì? Máy ta đang đủ vòng tua. Thứ hai là củ đề tốt, đúng không ạ? Củ đề của chúng ta tốt. Thứ ba là gì ạ? Thứ ba là khiển của chúng ta nó tốt rồi. Đấy, thì lúc này chúng ta kiểm tra cái gì nữa ạ? Chúng ta để ý xem là cái bơm xăng đã chạy không. Thì chúng ta vừa chuyển sang cái thứ nhất, chúng ta sờ vào bình xăng xem bơm xăng có chạy không, khi chúng ta đề bơm xăng có chạy trở lại không, hoặc nhìn trên máy đọc lỗi là thấy cái điều cái IC nó điều khiển cái bơm xăng xem nó có on chưa. Đấy, đúng không? On rồi thì là ok, đúng không anh em? Rất là đơn giản vậy thôi. Nó on rồi thì tức là gì? IC đã điều khiển cho bơm xăng chạy rồi, là mình tạm thời chưa kiểm tra lại bơm xăng, mà cái mạch trong IC nó đã điều khiển được bơm xăng rồi, thì cái đấy mình chưa quan tâm đến. Lúc này anh em thuận tiện nhanh nhất là cái game kiểm tra là cái điện cao áp là nhanh nhất. Tại vì nhiều xe, ví dụ con Lamborghini này, anh em kiểm tra bơm xăng là nếu như anh em tháo ra mà để test xem là cái mạch bơm xăng có tốt hay không thì đúng không, thì là hoặc đường dây có bị đứt không, thì cái đấy là nó lại bị mất quá, tháo ra mất quá nhiều thời gian. Thì anh em cứ kiểm tra điện cao áp trước, để các điện cao áp không có điện cao áp thì khoanh vùng luôn ở đấy luôn. Khoanh vùng luôn ở đấy thì anh em chỉ cần lấy bóng đèn LED. Như Đức Mạnh vừa chia sẻ là Đức Mạnh nhắc lại, một con bóng đèn LED và con chở 1K hoặc 2K. Đấy, là anh em có thể thử được, hoặc anh em dùng đồng hồ. Thì Đức Mạnh cũng nhắc lại luôn cho anh em là khi mà anh em chưa đề nổ mà anh em đo đồng hồ luôn mà lên được giá trị điện áp 11V hoặc điện áp gần xấp xỉ với bình ắc quy thì là anh em biết ngay được 80% là chết IC, còn 20% còn lại là có thể dây mát về để cho IC dập mát cho điều khiển mô bin hoạt động, thì là dây đấy bị chạm mát. Đấy là Đức Mạnh nói lại cho anh em thế. Còn nếu như mà đồng hồ chúng ta cắm vào mà chúng ta đề lổ lên mà cái đồng hồ ta đang ở 0V mà nó nhảy lên 2V, tầm 2V, 1 đến 2V là bắt đầu là lúc đấy chúng ta khẳng định luôn mô bin của chúng ta là có vấn đề. Còn nếu như không lên nữa thì anh em đo thông mạch dây điện lên. Thế thôi. Đấy là cái cách kiểm tra của Đức Mạnh là chia sẻ cho anh em, là để anh em để gọi là kiểm tra cái điện cao áp khi mà bị mất điện cao áp. Đấy là kiểm tra tổng thể, gần như là tổng thể anh em nhé. Tại vì là chúng ta kiểm soát hết rồi. Thứ nhất là gì ạ? Thứ nhất là báo lỗi, xe không có báo lỗi hiện tại. Thứ hai là gì? Thứ hai là mình kiểm soát là cái gì ạ? Khiển cũng gây ra tình trạng mất điện cao áp, đúng không ạ? Con khiển của chúng ta hoặc đường dây khiển, kiểm soát là nhìn trên máy rồi. Thứ hai là gì ạ? Thứ hai là con cảm biến TB treo cao quá cũng gây ra tình trạng mất điện cao áp. Là ba cái mình đã kiểm soát được rồi, đúng không anh em? Đấy, làm cái kiểm soát nó rất là nhanh. Chúng ta đã kiểm soát được những cái mà gây ra mất tình trạng mất điện cao áp thì anh em đã bao quát được hết cái đấy rồi. Thì anh em kiểm tra cái ban mất điện cao áp rất là nhanh. Đấy là những cái hôm nay Đức Mạnh chia sẻ là những cái gì gây ra mất điện cao áp là Đức Mạnh chia sẻ hết cho anh em. Kể cả từ cảm biến TB bị treo quá cao trên 60 độ sẽ bị mất điện cao áp, hay là khiển cũng gây ra mất điện cao áp, khiển thì gọi là mất lửa mất phun, cảm biến TB cũng bị mất lửa mất phun luôn, thì cũng là gọi là mất điện cao áp rồi, đúng không anh em? Đấy, IC bị chết cũng bị, đường dây cũng bị, và có thể mô bin cũng bị. Thì đấy là Đức Mạnh cũng chia sẻ hết cho anh em, đúng không ạ? Đức Mạnh cũng chia sẻ hết cho anh em những cái mà để anh em kiểm tra khi chúng ta bị mất điện cao áp. Sao anh tay ga sơn dần lại bảo là sư phụ của em giờ mới lên? Đấy, còn cái vấn đề ấy, cái vấn đề nhá, thứ nhất là tại sao Đức Mạnh không chia sẻ là nói cái chân mát mô bin nó là màu dây gì, chạy về IC nó là màu dây gì, hay là cái chân IC đấy nó ở vị trí chân số bao nhiêu. Cái đấy Đức Mạnh không nói đến, là Đức Mạnh cũng có lý do.
Là thứ nhất là Đức Mạnh không yêu cầu anh em phải nhớ cái màu dây làm gì. Cái thứ hai là anh em không phải nhớ cái chân IC làm gì cả. Mất thời gian. Chân IC thì đã có rất nhiều cái app trên điện thoại. Anh em có thể vào tra cứu chân, xem là vị trí chân mà để cho IC dập mắt cho mobin nó là vị trí chân nào. Thì cái trường hợp đấy là trường hợp chỉ để cho những anh em thợ mình gặp phải những ví dụ như thợ khác, người ta bùa gọi là người ta đảo mất chân IC thì nó gây ra bất điện cao áp. Thì cái đấy khi đấy anh em mới cần phải soát lại thôi, soát lại cái chân IC của ta. Còn đâu nếu như mà anh em mà bị cái tình trạng mà mất điện cao áp mà xe thông thường này, chỉ cần nhớ cho em là à, tại chân mô bin, ví dụ như xe này chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như xe này, tại chân mô bin nó là dây xanh lá sọc hồng, thì tất nhiên lên đến chân IC thì nó cũng là dây xanh lá sọc hồng, đúng không? Anh em cần gì phải quan trọng nhớ cái màu dây này làm cái gì. Chỉ cần nhớ đây là dương này. Dương này thì anh em tôi Đức Mạnh nói lại, dương mô bin 12V sau khóa thì nó sẽ chung với cả dây dương của kim phun, đúng không ạ? Nó đi chung. Đấy, ví dụ như kể cả như xe lít đây anh em nhá. Xe lít đây, dây kim phun là đen dọc trắng này, là dây 12V sau khóa này, thì dây dương 12V của mô bin nó cũng là dây đen dọc trắng thôi. Anh em nhìn đây này, cũng là dây đen dọc trắng thôi. Đấy, anh em nhìn rõ không ạ? Đúng là dây đen dọc trắng thôi. Nhưng mà cái dây mát này anh em này, cái dây mát này anh em nhìn thấy dây này loại khác này, nó lại là dây vàng sọc xanh biển. Thì anh em nhớ làm gì, mỗi xe nó một màu dây khác nhau. Đấy, mỗi xe nó, mỗi dòng xe nó có thể là khác nhau. Thì anh em không cần nhớ cái chân mát này làm gì cả. Đau đầu à? Đức Mạnh nói thật, đau đầu. Đức Mạnh không nhớ, Đức Mạnh không nhớ đâu. Còn đâu ví dụ như cái chân này, chân nguồn của kim phun 12V sau khóa này, thì đối với dòng xe Honda ấy, có thể là dây đen. Ví dụ như xe Ablet anh em nhìn thấy đen xì, nó không có sọc như này. Nhưng xe Lít nó sọc, nhưng có thể là RSX, anh em làm RSX 110 FI thì nó có thể là dây đen sọc xanh biển. Nhưng mà chung quy lại thì anh em cứ cần nhớ là dây đen. Mà chân kim phun nó dây đen sọc, màu gì, màu trắng hoặc màu xanh thì cũng là dây dương 12V cả. Đúng không? Cũng là dây dương 12V sau khóa cả. Anh em cứ để ý con RSX 110 ấy là nó, hoặc là con phiêu mập ấy. Đấy là cũng có xe là Đức Mạnh nhớ là nó sẽ là dây đen sọc xanh biển. Đấy thì cũng là dây dương 12V thôi. Thì cái đấy là anh em rất là dễ nhớ. Khi anh em nhớ được cái màu dây chủ đạo rất là dễ nhớ. Thì đây anh em đúng không ạ? Nó đây là xe dây kim phun và dây mobin, nó là dây đường đi chung thôi. Chẳng qua là một ông thì ông ấy chạy từ bó dây này, ông lên đây ông vòng dây luôn. Một ông thì phải dài hơn, ông chạy lên đây. Có thế thôi, đơn giản thôi. Còn các cái dây mát mobin thì anh em nhớ thôi. Cả Đức Mạnh là không cần nhớ. Kể kim phun này thế thôi, đúng không? Kim phun này nhớ làm gì? Anh em ngày xưa Đức Mạnh học cứ phải nhớ là à, dây này là dây hồng xanh, à dây hồng sọc xanh biển, phải nhớ trong đầu là dây mát kim phun là hồng sọc xanh biển, xong rồi phải nhớ là chân IC là dây này nó lên chân IC là chân bao nhiêu. Ui giời ơi, vì sao Đức Mạnh đúc kết ra là chẳng phải cần thiết như thế lắm. Bây giờ cái thứ nhất là áp mà vị trí chân đầy, thiếu gì đâu, anh em là chẳng có. Thì cái dây này thì Đức Mạnh chỉ cần xác định là dây này là 12V, đúng không? Chân của kim phun là chân này 12V, chân này chắc chắn là mát về IC dập mát rồi, chẳng chạy được, chẳng trượt đi đâu được, đúng không anh em? Một trong hai dây này anh em chỉ cần một dây là dương 12V rồi thì chắc chắn thằng còn lại là mát. Đấy, đấy là cái cách mà nhớ và phân biệt cái chân của mobin và kim phun mà Đức Mạnh chia sẻ lại cho anh em. Còn đâu là những cái anh em những cái mà màu dây ấy thì anh em không cần nhớ. Đấy, Đức Mạnh nói rõ luôn. Cái màu dây mà như vừa nãy Đức Mạnh chia sẻ với anh em rồi, màu dây và chân IC là anh em không phải nhớ. Còn đâu là ví dụ như Đức Mạnh làm xe, ví dụ gặp một con xe thì nhớ là có những, Đức Mạnh cũng làm rất nhiều xe mà bị đổi chân IC rồi. Đấy, bị đổi chân IC thì Đức Mạnh dở cái app trong, một là anh em là có thể dùng phần mềm của DTD chẳng hạn, hai là anh em dùng phần mềm của Minh Phong, ba là phần mềm miễn phí là của AutoShop, đúng không? Công ty AutoShop thì anh em vào cứ thế check chân ra thôi. Chân số 1 là gì nó ghi rõ luôn cho anh em luôn. Chân số 1 là điều khiển cái gì, chân 1 nguồn. Đấy, đúng không? Chân số 2 là gì, chân số 3 là gì.
nó đọc rõ cho anh em luôn. Thế là anh em biết ngay có cái gì đâu. Việc gì anh em phải nhớ cái vị trí chân đi xe làm gì. Nếu Đức Mạnh vào khuyên anh em không cần nhớ, mà anh em chỉ cần nhớ cái kiến thức là gì, lý thuyết, kim phun, cách kiểm tra là nhất, để biết là phân biệt cái nào hỏng, cái nào không hỏng, đúng không? Là cái nhất. Cái thứ hai là anh em nhớ được cái nguyên lý hoạt động, có nghĩa là anh em biết được là cái kim phun này nó phun xăng là nhờ cái gì điều khiển, thằng IC. Trong rồi thằng IC là nhờ vào cái gì mà để nó bắt đầu nó mới điều khiển kim phun và mobin. Tín hiệu khiển gọi là tín hiệu của CKB đấy anh em. Tín hiệu của anh em gọi là cục câm. Đấy, tín hiệu của khiển để cho IC nó xác định thời điểm đánh lửa và phun xăng, thì là IC nó xác định được thời điểm đánh lửa phun xăng thì nó sẽ điều khiển cho kim phun vào và mobin phun xăng và đánh lửa. Có thế thôi. Nhớ những cái đấy có khi còn hay hơn là anh em nhớ màu dây. Tại vì Đức Mạnh là đối thật, Đức Mạnh chỉ nhớ những cái màu dây chủ đạo thôi. Một là dương 12V sau khóa, hai là dây mát chung của tất cả các cảm biến, đúng không ạ? Đấy, nhưng mà tại sao mà Đức Mạnh chỉ cần nhìn vào cái xe cái là Đức Mạnh sẽ đã xác định được ra và làm được rồi. Tại vì là cái mà anh em phải có một cái hướng là xác định giống như Đức Mạnh ấy, là mát chung cả cảm biến thì nó là dây xanh cọc cam rồi. Thì anh em chỉ cần nhìn vào cái dây, ví dụ cảm biến nhiệt độ đúng không, anh em nhìn vào dây xanh cọc cam rồi, có hai dây, một là dây xanh cọc cam thì chắc chắn đây là mát rồi, còn dây còn lại là nguồn 5V từ IC xuống, thế thôi là anh em đã xác định được rồi. Chứ cần gì là anh em phải dây dương 5V của cảm biến nhiệt độ này nó phải là hồng sọc trắng, cái đấy anh em quan tâm làm gì nhiều, đúng không? Xong rồi lại phải nhớ là dây mát là dây xanh cọc cam. Đức Mạnh không nhớ gì thế nhiều đâu, chỉ cần nhớ là mát chung của tất cả các dòng xe Honda là xanh cọc cam. Còn ông mà một cái rắc đấy có hai dây mà có cái dây là bên cạnh mà dây đây một dây là xanh cọc cam rồi, một dây mà là dây bên cạnh thì chắc chắn là dương 5V rồi, của cảm biến rồi. Anh Hùng Sun Kula bảo là xin làm đệ Đức Mạnh. Ok anh ơi, có gì đâu. Đấy là Đức Mạnh cũng chia sẻ là cái thứ nhất là cái cách kiểm tra. Cái thứ hai là cái kinh nghiệm. Khi Đức Mạnh là cần thiết phải nhớ những cái gì thì Đức Mạnh cũng đã nói cho anh em rồi. Nên tại sao là có những cái cần nhớ thì Đức Mạnh sẽ nhớ. Nhưng có những cái mà để mà nhớ mẹo hoặc là không cần nhớ thì Đức Mạnh cũng nói rõ luôn rồi. Là Đức Mạnh không cần nhớ, Đức Mạnh không nhớ. Đấy, ví dụ như vừa rồi Đức Mạnh chia sẻ luôn là các cái dây mát mobin Đức Mạnh có cần nhớ cần thiết phải xe nào đâu. Tại vì có những xe nó sẽ thay đổi màu dây khác nhau. Đấy, kể cả dây dương 12V sau khóa thì cũng có xe nó thay đổi khác nhau. Nên là mình đi nhớ những cái đấy làm gì cho đau đầu ra. Anh em chỉ cần là nhớ được xác định là dây 12V. Và đây là đâu là dây mát chung của cảm biến, và đâu là dây nguồn 5V, và đâu là dây tín hiệu. Là xong, có gì đâu. Dễ mà. Vâng, em chào anh ạ. Cảm ơn anh Phố Núi. Ở đây có rất nhiều anh em đang trong khóa học online. Bảo là hôm nay anh không dạy à. Thì Đức Mạnh cũng nói luôn là cái trên cái fanpage này thì em vẫn like được bình thường. Nhưng mà trên cái trang cá nhân của em ấy thì là đang bị lâm Facebook đang bị khóa. Thì là khả năng nếu như không có gì thay đổi thì là mai là sẽ được mở khóa. Thì là nếu như mà mai thông báo được mở thì là em sẽ thông báo lên vào trong nhóm cho những anh em đang học online biết nhá. Là tối mai có học hay không anh em biết. Tại vì là Facebook bảo là mai này được sẽ được mở. Nhưng mà em không biết là có đã mở hay chưa, thì mai em phải test xong em mới thông báo lên cho anh em. Còn đây là em live stream trên fanpage. Thì là fanpage này của em thì không bị khóa. Mình ở địa chỉ là 572 đường Kim Giang Thanh Liệt bạn nhé. Có gì thì bạn nếu mà muốn địa chỉ cụ thể thì là bạn có thể là nhắn tin qua Messenger, mình sẽ nhắn tin lại cho bạn địa chỉ. Ok, bây giờ thì Đức Mạnh đã chia sẻ cái bát này xong. Thì là hẹn anh em là nếu như mà mai mà các cái file kia của Đức Mạnh mà chưa được mở
thì Đức Mạnh sẽ livestream một ban bệnh nữa chia sẻ cho anh em và cách kiểm tra luôn. Đấy, còn nếu như mà mai mà Facebook mà mở rồi thì Đức Mạnh phải dạy học, thì là anh em cũng thông cảm. Còn nếu mà mai mà Facebook vẫn bị khóa thì Đức Mạnh sẽ live trên fanpage này chia sẻ ban bệnh cho anh em tiếp. Đấy, còn đâu là rất cảm ơn là hôm nay là hơn 100 anh em đã theo dõi cái chia sẻ ban bệnh của Đức Mạnh Moto cho anh em. Thì chào tất cả anh em, hẹn anh em vào buổi sau Đức Mạnh sẽ chia sẻ một ban bệnh cho anh em. Chào tất cả anh em nhá. À đây, từ từ đã, có anh em giao lưu rồi anh em ạ. Để em trả lời lốt. Anh bảo là xe Phi 125 bị khói đen ra ở bô thì bị gì hả anh? Nếu như anh em mà khói đen ý, nếu như khói đen thì anh kiểm tra là xe của anh đang bị ăn xăng. Đấy, nếu như chi tiết hơn là ăn xăng bị cái gì thì anh cũng phải cho em nhìn cái thông số thì em mới biết được là cái xe của anh nó ăn xăng do bị cái gì. Chứ bây giờ nhiều khi là anh đang chưa biết là cái khói đấy của anh nó ăn xăng hay nó bị làm sao, thì anh đã là khói đen thì anh phải lên hiểu. Thì xe chế cơ ra thế thôi, đã là khói đen là ăn xăng rồi, đúng không ạ? Đã là khói đen thì ăn xăng, đúng không ạ? Như anh em làm nghề lâu năm rồi, đã khói đen là ăn xăng. Đấy thì chưa kịp có anh em nào hỏi thì đây, ở đây có anh em nào hỏi về câu hỏi về xe nữa không thì có thể là comment lên đây. Em thì em cũng không vội gì đâu, nhưng mà không thấy anh em tương tác lắm nên là em cũng bảo là định thôi like. Nhưng mà thấy tự nhiên có anh em hỏi bệnh xe thì là em sẽ trả lời. Đấy, tại vì không thấy em tương tác gì thì là em định thôi. Vâng, thế em chờ ngồi 5 phút nữa. 5 phút nữa lên mà không có anh em nào họ đặt câu hỏi hoặc là tương tác gì về gọi là ngành nghề xe máy của chúng ta thì là anh em mình sẽ offline. Còn nếu mà bây giờ có anh em nào có anh em nào mà gọi là có câu hỏi thì hỏi Đức Mạnh trên phần nhóm online. Nhóm online này là những anh em mua máy đọc lỗi được tặng đời như ý nhá, đời như không nhá. Đấy là những anh em mua máy đọc lỗi được tặng khoa học online. Còn nếu như mà bạn mà chưa biết về FI cơ bản ấy thì bạn có thể vào trong YouTube bạn đánh phụ tùng xe máy chi, là trong đấy có những bài học của FI cơ bản, bạn vào đấy bạn có thể học được. Và cái trong đấy là mình cũng dạy cho anh em làm miễn phí, khá là chi tiết, thì bạn có thể là vào trong đấy xem nhá. Còn đâu là cái khóa học mà mình vừa nhắc đến, học online là những anh em mua máy đọc lỗi bên mình thì mình đang khuyến mãi anh em về chương trình học đấy thôi. À thì anh của Quốc Nhật Trần thì em vừa chia sẻ với anh em rồi. Nếu như xe mà bị mất lửa, đúng không? Bị mất lửa, mất phun thì anh kiểm tra một là tín hiệu khiển, hai là cảm biến TP bị treo quá cao, đúng không ạ? Còn nếu như có tình trạng nữa là mất lửa, mất phun. À, anh Trần Quang và các anh tương tác đi. Đấy nha anh nhá, thì anh cứ kiểm tra khiển là có thể gây ra mất điện cao áp, gọi là mất lửa, mất phun, đúng không ạ? Hoặc là cảm biến TP ta bị treo quá cao. Đấy là em đang không nói đến với những cái ban của cho đang báo lỗi nha anh em nhá. Còn đang báo lỗi thì em không nói đến, còn đây là đang nói đến cái ban không báo lỗi mà bị mất điện cao áp, gọi là mất lửa, mất phun. Đấy là nó có những trường hợp đấy xảy ra. Đúng rồi, cái trong cái YouTube đấy là Đức Mạnh làm cùng cả phụ tùng xe máy chi, là dạy online miễn phí mùa dịch cho anh em ấy. Thì đăng lên trên YouTube ấy, là anh em cứ đánh vào phụ tùng xe máy chi trong YouTube là anh em có thể xem được cái bài học gọi là FI cơ bản ở trong đấy. Đức Mạnh cũng dạy khá là chi tiết cho anh em cách kiểm từ, cách kiểm tra và nguyên lý hoạt động. Đức Mạnh cũng đã nói rất kỹ càng trong đấy rồi. Anh Hùng Nguyễn bảo em cảm ơn thầy khi rồi. À vâng vâng, em cảm ơn anh. Nói chung là anh em có điện đến thì lúc nào mà em đang không bận việc lắm thì là hỏi về ban bệnh thì em vẫn trả lời nhiệt tình thôi, chứ em có vấn đề gì đâu. Tại vì em cũng không phải là cáu hay là gì cả, mà nhiều khi là cáu là chính xác ra là có những lúc em cáu thật, là những lúc là có những anh em hỏi rất bệnh rất buồn cười. Đây là nói đến câu chuyện là anh em hỏi ban bệnh mà Đức Mạnh có những lúc cáu thật.
là có anh em gọi điện cho Đức Mạnh hỏi là anh ơi, xe của em vừa rửa chế xong. Mà mình Đức Mạnh nhớ cái ban này là cả cũng có anh em đăng lên trên hội nhóm, là khi mà hỏi Đức Mạnh mà chết đi xe rồi thì đến lúc đấy bắt đầu mới đăng lên hội là em rửa vệ sinh họng ga, mà bây giờ là xe của em không đề được, báo lỗi 52. Thì Đức Mạnh mới hỏi Đức Mạnh, nên Đức Mạnh bảo là thế bây giờ em kiểm tra đo như nào rồi. Thì bắt đầu rồi bỏ đo xong rồi đến lúc là cái dây tín hiệu cấp xuống của con CKB, của con xe này gọi là xe Ablet 12 đề từ, thì Đức Mạnh mới hỏi là thì cái điện cấp xuống từ IC xuống cho CKB là 3 dây trắng đỏ trắng đen trắng xanh, em đo được bao nhiêu? Thì bạn ấy bảo là em đo được 8V. Thì Đức Mạnh bảo thế dây nâu đen 12V mát chuẩn chưa? Bảo mát ok rồi anh. Thế Đức Mạnh hỏi lốt là cái dây xanh biển sọc vàng thì như nào? Và dây bên xanh biển sọc vàng thì của em là không lên điện. Thế Đức Mạnh bảo thế em đo thông mạch dây đấy xem có tốt không? Thì em bảo là dây đấy thông mạch tốt. Thế xong rồi lúc đấy có Đức Mạnh còn đang ăn cơm cơ. Thế Đức Mạnh bảo nếu mà dây thông mạch tốt không chạm mát thì là hỏng IC rồi em. Thì em lại hỏi em một câu như này mà lúc đấy em đang ăn cơm mà em cũng phải cáu. Anh ơi thế làm sao mà tự nhiên IC nó lại chết hả anh? Thì em cũng bảo là thì anh cũng chịu thôi. Bây giờ em hỏi anh thì anh hiểu hướng dẫn cho em là biết là làm như nào để phân biệt IC sống hay chết hay nó bị hỏng ở cái gì. Chứ anh em hỏi anh là IC sao mà em rửa chế mà tự nhiên nó lăn đùng IC là chết thì anh cũng chịu. Cái đấy anh không trả lời được cho em. Đấy thì mình cũng nói thế. Đấy nhưng cũng nhiều pha là cáu, có những anh em còn nói thật luôn, có những anh em còn xe còn không có ở đây. Xe không có ở cửa hàng. Nhưng mà cứ đi hỏi, gọi điện cho Đức Mạnh hỏi bệnh. Hỏi bệnh xong Đức Mạnh lại hỏi lại là cái thông số nó như thế nào. Thì lại anh ơi, thế thì để lúc nào xe nó về cửa hàng thì em sẽ gọi điện lại cho anh nhé. Ui anh em bảo thế thì thế có mệt không? Đấy đang nghe điện đâu mà. Thế bây giờ cái thông số thời gian phun nó như nào? Anh ơi xe nó đang không có cửa hàng. Để tí nữa xe khách về đến đây thì em cắm máy và em kiểm tra thì em sẽ báo lại cho anh nhé. Đấy nhiều khi nó những cái trường hợp đấy là dễ gây ra Đức Mạnh, dễ cáu lắm. Đấy nó để nói thật luôn. Anh Hiệp Trần dốc mở bướm ga của Liberty mà dòng Miu nhá, em nói là dòng Miu G3 mà do đối với xe 125 đấy thì nó sẽ là góc mở 2,3 cho đến 2,8. Còn đối với những IC mà IC rời nhá, IC rời mà dùng họng ga nó không có IC cả cái cạnh ấy thì gọi là PGL04 hoặc PSG06 hoặc 02 đấy, thì những con đấy nó là không độ anh nhá. Đấy những con đấy là không độ anh nhá. À, bạn Hùng bảo là xe Ablet 125 đề lúc không báo lỗi gì, nhà anh chân chống cạnh ok, xin chia sẻ. Nhưng mà không báo lỗi gì nhưng mà xe của em nó phải hiện tượng gì nữa chứ. Anh Hùng CQ bảo là thế thì phải là xe của anh nó hiện tượng là ví dụ đề được hay là nó bị là vấn đề gì thì anh phải nói rõ. Anh nói như này nhiều khi là em cũng không ấy lắm. À, anh Thành Trung hỏi là xe Smoky. Thì Đức Mạnh cũng chia sẻ luôn cho anh em. Xe ổ khóa Smoky của Ablet 2018 mà bây giờ bật khóa lên, mặt đồng hồ không lên đèn anh em nhá. Đây là mặt đồng hồ không lên đèn. Và trong khi đấy là đèn FI cũng không sáng. Và cộng thêm nữa là nếu như anh em để ý thì là cái đèn chìa khóa trên đồng hồ ấy nó sẽ sáng. Thì cái đấy là cái ban là anh Thành Trung đang hỏi em. Thì anh em kiểm tra cái đít ổ khóa của chúng ta là bị mô ve. Là khi anh em bật khóa điện lên là đồng hồ chúng ta không sáng, đèn LED không sáng. Đấy nhưng mà cái đèn hình chìa khóa trên đồng hồ thì nó sẽ sáng suốt. Đấy là cái ban đấy gọi là ban bị đít ổ khóa của chúng ta là bị mô ve. Mà dòng xe đấy là bị rất nhiều nha anh em nhá. Nên là anh em nào cố gắng là găm trước mấy cái đít ổ khóa về mà thay. Đấy anh Thành Trung nhá, về mà xử lý ban đấy đi, em vừa nói rồi đấy.
đều ơi. Anh Thành Trung bảo là đúng rồi, anh chốt ban rồi mà anh vẫn đi hỏi em. Rõ ràng anh làm xong ban đấy rồi, anh biết rồi mà anh vẫn đi hỏi em. Em trả lời xong thì anh ấy bảo đúng rồi. À Tín Sang ơi, nếu mà cái trường hợp bạn bảo là xe FI mà đề không nổ mà ép ga lên nổ một lúc mới nổ được, có phải hơi kém không? Phải hơi kém, thường thường những cái ban mà như thế thì đa phần là bị cháy xúc bắp bạn nhá, chứ không phải là hơi kém. Hơi của chúng ta là tốt, nhưng mà có mỗi là cái xúc bắp nó bị cháy hoặc là bị muội thì nó gây ra tình trạng là bị khó nổ, thì anh em nhiều khi là phải ép nổ, đúng không ạ? Nhưng nếu như ép nổ lên, thường thường là anh em ga lên vài phát là anh em tắt khóa đi để nguội máy vẫn nổ được. Nhưng nếu như cháy thì anh em đúng là để ga lên đi lại để nguội lại bị khó nổ tiếp, thì đấy là thường thường là hay bị xúc bắp anh em nhá. Vâng, em chào anh Triệu Bân, em chào anh Sĩ và chào Tùng Lê. Vâng, ok anh Tín Sang. Motorola Ablade 125, nhưng mà anh nói đời nào anh ơi? Một đời 2013, 2015 hay là đời 2016, 2018? Ok, chào Mạnh Tú nhá. Hôm qua nghe lời Mạnh Tú đi đường D từ Kim Động Hưng Yên về. Về đến Bát Tràng nhìn thấy vụ tai nạn, chết người sợ quá. Nghe lời chú đi đường D về nguy hiểm quá. Về hôm qua về chân tay run lẩy bẩy. Xe lít 125 bị dừng mất ID stop, tắt máy. Nhưng mà tắt máy được, nhưng mà khi mà anh ga lên ấy nó có chạy không? Đấy anh Thảo Nguyễn Văn là khi mà xe của anh nó chết máy là anh vít ga lên ấy là xe của anh nó có tự đề lại được không? Thằng này anh nhìn thấy hôm qua mẹ hai người đắp chiếu anh nó thấy sợ mẹ rồi, mày lại hỏi anh là có nhìn biển số xe không để đánh đề nữa. Mày lươn thuyên nó vừa thôi. Đấy anh Thảo nha, anh có thể là khi mà nó chết máy rồi đúng không? Anh bảo nó chết máy nó cứ tiếng lạch tạch ở trên đầu bò. Thì khi mà em đang hỏi là khi chết máy rồi anh vẩy ga lên nó có nổ không? Thế thì cái mà anh chia sẻ ấy, thì cái chiến mô tô là anh bảo là cái ban của anh là cái khi anh bật khóa lên mà cái đồng hồ của anh nó sáng chậm 30 giây sau nó mới sáng. Thì cái đấy cái thứ nhất là anh kiểm tra là cái nguồn vào đồng hồ của anh. Là nhất, cái thứ hai là con dơ le. Thứ hai là anh kiểm tra con dơ le, cái dơ le chính ấy, con dơ le nguồn ấy là con đấy nó nằm cạnh con dơ le năm chân, con dơ le đề ấy. Là anh kiểm tra dơ le đấy đi nhá anh nhá. Thì anh kiểm tra xong được hai thứ đấy thì anh sẽ có thể là nhắn tin cho em. Em sẽ tư vấn thêm cho anh. Nhưng mà cái đấy anh...
vít ga lên vẫn chạy bình thường. Anh Thảo Nguyên Văn bảo vít ga lên vẫn chạy bình thường. Thế thì có thể là mai anh sẽ gửi cho em cái thông số. Anh Thảo Văn Nguyễn, anh và mai anh có thể gửi cho em cái thông số của xe đấy nhá. Thì là nó bị cái vấn đề gì thì em sẽ bảo các anh nhá. Anh Thảo Nguyễn Văn nhá. Anh Đỗ Văn Hải, anh hỏi em là cái xe đấy là xe LED 125, anh phải hỏi đời nào anh nhá. Nghĩa là anh bảo là xe AB LED 125 có đèn đề, không có hiện tượng gì, tắt khóa mở lại, lại đề được, đúng không? Có nghĩa tức là anh mở khóa lên, cái đồng hồ của anh là nó vẫn sáng, tất cả hệ thống điện vẫn sáng, đèn LED vẫn sáng, vẫn hoạt động bình thường. Nhưng anh không đề được, nhưng khi anh tắt khóa đi anh lại bật lại là anh lại đề được, đúng không? Đúng anh Đỗ Văn Hải, nếu mà như thế thì là nó thường thường là nó hay dính vào những cái xe ABLEP 125 2013. Là đời của anh, là đời ổ khóa của anh là 4 giây. Đấy thì là 4 giây thì là ổ khóa 4 giây thì nó sẽ đít ổ khóa chia ra là 2 tiếp điểm. 2 tiếp điểm, 2 tiếp điểm lối lại nhau là 2 tiếp điểm. Thì là nó có một cái dành riêng cho cái tiếp điểm đề. Trong đấy, trong cái ổ khóa đấy 4 giây thì có 2 giây là dành riêng cho tiếp điểm đề, còn 2 giây là để dành riêng cho điện cấp và IC và đồng hồ. Đấy, nên là anh phải kiểm tra lại cái ổ khóa ấy. Anh chính anh kiểm tra lại cái ổ khóa của con AB-LED đấy đi anh nhá. Là cái đấy của anh là cái đít ổ khóa đấy nó bị chập chờn rồi. Cái lá đồng tiếp xúc của nó là khi mà chúng ta bật khóa nó bị chập chờn, nên khi anh tắt đi bật lại nó lại được. Đấy là đối với những dòng ổ khóa của AB-LED 2013-2015 là đời ổ khóa 4 giây thì là nó sẽ gây sinh ra hiện tượng như anh Đỗ Văn Hải tả anh nhá. Thì anh nên kiểm tra cái đấy đi, kiểm tra cái ổ khóa. Anh Triều Tam bảo vâng ok, em thì đợt đi khám lại là ok rồi, khỏe hẳn rồi anh ạ. Khỏe hẳn rồi thì mới live stream chinh chiến được tiếp chứ anh ấy. Em chào anh Nguyễn Trọng Lập nhá. Đấy anh Đỗ Văn Hải, nếu mà gặp ban đấy thì anh kiểm tra cho em cái ổ khóa nhá. Mà anh em ở trên này cũng lưu ý luôn là cái dòng AB-LED hoặc là SHMO đời 2013-2015 hoặc LEED. Đấy là những cái xe mà nó có ổ khóa mà anh em nhìn thấy cái rắc ổ khóa nó có 4 giây ấy. Đấy là đa phần là nó là bị cái đít ổ khóa nó bị kém. Thì là có hiện tượng là anh em bật lên, đồng hồ lên hết, nhưng mà anh em không đề được. Đèn LED vẫn chạy, bơm xăng chạy, nhưng mà trong khi đấy anh em không đề được. Thì trong đấy nó có một cái mạch đóng gọi là tiếp điểm ổ khóa, nó dành riêng cho mạch đề. Thì đấy là anh em cần kiểm tra cái ổ khóa. Đấy nên nhiều khi anh em cứ thấy không đề được, anh em tắt bật khóa lại được. À vâng, em chào anh Hoàng Tưởng. Là anh bảo đúng rồi, em gặp mấy con rồi, vâng. Thì đây là em cũng ấy thôi, em cũng kinh nghiệm em làm xe thì em gặp cái nào thì em như nào thì em sẽ nói luôn cho anh em. Ok, thế thì nhá, thì hôm nay em vừa chia sẻ và vừa được giao lưu với tất cả anh em hôm nay. Thì bây giờ em cũng xin phép xuống live và hẹn anh em buổi sau. Thì là đợt này em sẽ cố gắng là live stream đều hơn. Thì là chào tất cả anh em. Anh Mỹ Xuân Đinh, à vâng. Anh ơi, đợt này Covid đói ăn không có tiền cạo râu. Thì là em sẽ chào tất cả toàn thể anh em và hẹn anh em vào buổi live stream buổi sau. Em sẽ chia sẻ tiếp cho anh em. Còn đâu là hôm nay em cảm ơn 102 anh em đã xem từ đầu đến cuối cái live stream của Đức Mạnh Ô Tô. Và chào toàn thể anh em nhé. AB110. À đúng rồi, bạn Lâm Trần ạ. AB110 thì dây cấp nguồn dưới đây hay bị. Đúng rồi, chính xác. Không, nhưng mà đây là anh em đang hỏi về xe 125, nên là em cũng không nhắc đến cái vấn đề là của xe AB110. Nếu anh em hỏi về xe AB-LED 110 thì em sẽ nói. Đúng rồi, nhưng mà anh em đang nói về xe LED 125 2013 2015 thì là em sẽ chỉ nói về những cái xe đấy, chú trọng vào những xe đấy. Đấy, còn đâu là ví dụ như cái đề mà đề lao thì là cái đề đấy gọi là xe không phải liên quan đến đề ACG, nên là em cũng không nhắc đến. Còn nhiều khi như anh ở đây trên này anh cũng cho lên để cho anh em giao lưu với anh em để anh em cùng biết. Thì cái đấy em cũng cảm ơn anh đã đưa lên đây để cho anh em ở trên livestream cùng tham khảo. Đấy, cùng tham khảo về những cái ban bệnh xe.
Em cảm ơn tất cả anh em. Ablet 2013 ăn xăng ok giải quyết được chưa anh? Anh Hiệp Trần ơi, nếu mà con ăn Ablet 2013 ăn xăng thì anh cứ nhắn tin cho em nhá. Anh nhắn tin cho em rồi đấy thì anh cứ nhắn tin cho em. Còn đâu em bảo là anh chụp cho em thông số thì em chụp, anh chụp cho em. Ở đâu là đây là em cũng xin phép chào toàn thể anh em. Thôi chào toàn thể anh em nhá. Còn có anh em nào mà có những bạn bệnh nào thì có thể là nhắn tin qua Messenger cho em và em sẽ trả lời anh em. Chào tất cả anh em.